Chào mừng các bạn đến với gái Excel. Trong bài học hôm nay, mình hướng dẫn các bạn Flash Fill trong Excel. Thì như các bạn biết, Flash Fill thì được giới thiệu từ phiên bản Excel 2013. Tức là những cái phiên bản cũ hơn như 2010, 2007 sẽ không thể sử dụng được Flash Fill. Với Flash Fill thì công việc tách hoặc là ghép họ tên sẽ trở nên rất là dễ dàng cho các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 cái ví dụ để xử lý tách với Flash Fill. Ở đây giả sử ta có tên đầy đủ ở đây, bây giờ ta cần tách họ và tên thì các bạn làm như sau ạ ví dụ họ thì các bạn chỉ cần gọi chữ cao thôi ạ xong các bạn bấm Ctrl E đấy thì nó sẽ tự động nó sẽ phiên cái họ ở đây cho các bạn ạ hoặc cách thứ hai ở đây mình ấn đu nhé cách thứ hai là các bạn tích đúp xuống xong là ở dưới này nó sẽ có cái dấu cộng nhỏ đây các bạn tích vào đây các bạn chọn flat fill hoặc cách thứ ba nhé thì các bạn có thể kéo xuống đây đấy xong các bạn các bạn chọn flat fill đấy nó sẽ tự động nó sẽ lấy tên họ ở đây rất là nhanh tương tự tên thì các bạn gõ gì ạ code đấy xong các bạn Ctrl E nó sẽ tự động nó sẽ lấy tên của các bạn ở bên này tương tự ở đây trong ví dụ thứ hai ấy, thì mình muốn lấy cái hai cái ký tự đầu của họ và tên để ghép vào nhau thì ví dụ ở đây viết tắt là hai chữ c ạ đấy bây giờ các bạn căn e đấy thì nó sẽ tự động nó sẽ ghép cái họ tức là nó tự động nó lấy một ký tự của họ và một ký tự đầu ở tên để nó ghép vào nhau thì trong cái trường hợp này ấy, nó lại sai tại vì dạng cái flat fill không phải luôn luôn đúng đâu ạ nó sẽ lấy theo cái mà Excel nó hiểu ạ. À. Thì nếu mà như vậy ở đây sai thì mình sẽ cần lấy thêm một cái mẫu nữa cho Flash Fill thì mình sẽ gọi NC vào đây. Đấy thì Flash Fill nó sẽ tự hiểu là lấy cái đầu cái cuối. Thì các cái trường hợp ở dưới này nó sẽ tự động nó đúng theo cái mong muốn của mình. Ok, tiếp theo là trong ví dụ thứ ba, ví dụ mình có gì ạ? À? Họ và à, ở đây là tên ạ. À. Ví dụ mình cho C ạ. À. Các bạn Enter sang đây. Bây giờ giả sử ta có cái trường họ là Cao Văn và tên là Cốt Bây giờ mình muốn ghép vào tên đầy đủ nhé Thì các bạn chỉ cần gõ tên đầy đủ một lần thôi ạ Cao Văn Cốt Đấy, thông các bạn ở đây là Ctrl E Đấy, nó sẽ tự động, nó sẽ gộp cái họ và tên vào thành một cái tên đầy đủ ở đây cho các bạn Sang ví dụ thứ ba là phần giới tính Giả sử ở bên trái ta có trường tên và cái gạch ở đây là giới tính T là con trai và EG là con gái Thì để lấy giới tính thì các bạn chỉ cần đơn giản các bạn đánh chữ T thôi ạ Đấy, xong các bạn Ctrl E để sử dụng Flat Fill. Thì ở đây, ấy, cái Flat Fill nó lại hiểu chữ T đấy, nó lại tưởng là cái chữ đầu tiên của cái trường tên này. Đâm ra những cái bạn dưới này nó lấy là chữ C và chữ B. Đấy, thì ở đây không đúng thì mình cần phải lấy thêm một cái mẫu nữa cho Flat Fill để nó hiểu được là cái ý định của mình. Thì các bạn gõ thêm một cái chữ T ở dưới này cho cái bạn cao văn cốt đấy nhá T đây là con trai. Đấy, các bạn chỉ cần Enter. Đấy, thì các cái dưới này nó sẽ tự động nó cập nhật lại theo cái ý của mình luôn. Đấy, T là con trai và G là con gái. Ok, tiếp theo là ở đây mình có thông tin là ngày tuyển dụng. Bây giờ ta cần lấy năm và lấy tháng thì làm như thế nào? Thì ở đây các bạn chú ý nhé. Năm ở đây ấy, thì mình chỉ cần lấy bốn số cuối thôi. Các bạn gõ là 2005. Đấy, xong các bạn can E. Đấy, thì Excel nó sẽ tự hiểu là ở đây là có năm 2005. Ở đây nó có một cái hay là như thế này ạ. Ở đây là ngày tháng thật. Nhưng mà ví dụ mình nhập một cái chuỗi tích vào đi. Mà định dạng giống ngày tháng thôi. Ví dụ là gì ạ? 02 này, 09 năm 2018 chẳng hạn thế nhá. Thì ở đây là ký tự tách nhá, thì nó vẫn làm được cho các bạn ạ. Bây giờ mình xóa đi mình flash fill lại nhá. Đây các bạn căn chọn E thôi. Đấy các bạn thấy không? Thì nó lấy luôn là bốn ký tự ở bên này luôn. mà các bạn ở đây các bạn dùng hàm những cái này là không được đâu nhá. Ví dụ các bạn lấy rai này. Rai của cái ô này mà các bạn lấy bốn ký tự là không được đâu. Bởi vì bản chất ấy, cái ngày tháng đây nó là số á, Mới các bạn enter xem. Nó sẽ không ra là 2015 đâu ạ. Còn cái dưới này các bạn lấy ra thì nó ra đúng là 2018 bởi vì ở đây nó là tách rồi. Đây các bạn tích xuống này. Đấy các bạn thấy không? 2018. Tương tự công thức này các bạn kéo lên các bạn sẽ thấy. Đấy nó không ra năm đâu. Nhưng mà với flat fill thì nó sẽ hai cái trường hợp này là giống nhau. Nó đều lấy được cho các bạn năm ở đây luôn. Tương tự tháng ở đây các bạn sẽ đánh là diện ạ? 11. Đấy xong các bạn căn E. Thì ở đây nó lại cái tháng với cái ngày nó trùng nhau. Đấy thì nó sẽ hiểu là lấy cái 11 ở đầu đâm ra là các cái ngày sau này nó lấy hai ký tự đầu luôn bây giờ để hiểu là tháng ấy, thì các bạn đánh thêm một mẫu nữa ở đây mình đánh thêm chữ 10 nữa đấy thì các cái mẫu này nó sẽ tự động nó nhảy theo rất là hay ạ ok như vậy là mình đã kết thúc bài học Flash ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ chia sẻ để mọi người cùng học excel nhé xin chào và hẹn gặp lại